Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Báo mai giới thiệu các bác một mẫu xe carbon. Địa hình bên em mới về, Motaci thương hiệu của Ý. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và những dẫu mẫu xe địa hình bên em thì rất nhiều các bác đã hỏi. Thì hôm nay cái lô xe mới về thì bên em mới về một chiếc Motaci thương hiệu của Ý design. Màu đen nhám, rất là nổi bật. Những cái đường tem màu vàng trên khung xe. Đây là một hãng xe thương hiệu mang thương hiệu rất là lâu đời rồi, các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Dòng Motaci full carbon, full. Motaci không nhé, full là carbon. Đen sần, đen nhám các bác nhé. Màu đen nhám này là cái màu rất là khỏe xe. Xe tổng thể em đoán trên 95%. Xe rất là ít sử dụng, đâm mà còn rất là mới bác nhá. Cái dòng chiếc Motaci làm nổi bật trên những khung xe đây, có thể thấy rõ đấy. Đây cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng bên Ý. Bác đi xe đạp lâu năm rồi có thể biết về những dòng hãng Motaci này. Đây là màu đen nhám, bác nhìn rõ này. Collection full carbon, toàn bộ khung xe là carbon thành phần. Và chiếc xe được rất ít là sử dụng đó nhá. Đây cũng là một mẫu xe cao cấp. Đây là có những cái đường vân 3D, đường vân lổi đó nhá. Đây là những cái đường vân kẻ sọc bên em đang chỉ đây, là những cái đường vân lổi của xe. Sờ rất là gọn tay đó nhá, chứ không phải là in chìm đâu mà nó là vân lổi, dập lổi. Dòng địa hình thì rất nhiều các bác hỏi bên em về những dòng địa hình carbon thì hôm nay em mới về một chiếc Motaci đây. Xe đời cao vẫn được trang bị dây êm chuẩn. Cổ cốt ni lông còn rất là mới. Nguyên bản trong xe. Có thể thấy rõ từng chi tiết trong quay một. Tay lắm cao su đúc. Còn rất là mới bác nhá. Rất là êm, rất là chắc và êm tay. Xe được sử dụng với 9 tầng lip và 8 tầng lip Shimano chính hãng. Giảm sóc dầu. Phanh đĩa. Có thể nhìn cái kilôm xe còn rất là mới đây. Bên đây bên em là bên cũng là 3 tầng đĩa của Shimano. Phần trước có biểu tượng của chữ M. Phía tắt có chữ Motaci. Xe được sử dụng với sóc dầu Iowa trong tour. Đấy, có nhìn rõ. Em đi chi tiết cho bác xem. Nguyên là bảo sóc của nó rất là mới luôn nhá. Đây. Đây là mã số sản phẩm chính hãng của sóc xe trong tour. Còn bên dưới em là tem vàng thông số của sóc. Xe được sử dụng với nguyên vành nguyên cặp của Shimano chính hãng, vành nguyên cặp Shimano, phanh đĩa giảm sóc dầu, kích thước lốp 26x1.95, lốp can da, lốp rất là mới bác nhá, bề mặt lốp là rất là nhiều gai, giúp cho xe bám sát mặt đường tốt hơn. Và bác phải thấy rõ ấy, những cái gai lốp này còn như còn nguyên, xe rất ít là sử dụng. Bác phải thấy rõ xe còn rất là mới, tổng thể xe đoán trên 95%. Đây là một mẫu địa hình carbon mới về bên em, Motaci thương hiệu của Ý. Và xe có size 17, tức là size 44, size S, tức là các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Xe được sử dụng với đùi đĩa Shimano chính hãng. Bên đang bi vòng, bác nhìn đùi đĩa của nó rất là mới. Những cái vết bụi bẩn về xe mới về em chưa có thời gian lau chùi, nhưng mà các bác có nhìn thấy rõ cái đùi đĩa này.
vẫn cái sử dụng Norma là hầu như không một cái xước nào cả. Bên trên yên là yên Bronco, yên hiệu chính hãng. Cái yên này thì có những cái video xuất em giới thiệu qua các bác rồi. Đây là một chiếc yên mà bên thị trường nước ngoài cho thuê xe. Đây có giá là 0,99 đô trên 30 phút. Đó, tức là một gần 1 đô trên 30 phút bên thị trường nước ngoài. Đây là một chiếc yên hiệu rất là đắt bên kia nhá. Cầm rất là êm, nó dày hơn so với những bản yên thông thường khác. Có phải thấy rõ đây, quay tổng các bác xem đây. Một rất là êm. Đây là chiếc yên chính hãng. Đằng sau thì có một cái quai tay quai sách. Các bác sách lên sử dụng rất là dễ dàng khi quay xe. Hoặc các bác có thể để dụng cụ đồ đạc những cái khi trong xe như trang bị thêm để đeo trong xe đây. Xe được sử dụng với củ đề Shimano Acera nguyên bản trong xe. Và xe được trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano còn rất là mới. Đó, để nhìn rõ xích và lip còn rất là mới đây. Để em qua gần cho bác xem. Đây. Xích lip còn rất là mới. Đằng sau cũng sử dụng Mayer nguyên cặp của chính hãng Shimano. Phanh đĩa, phanh dầu thủy lực. Đây lốp đằng sau bác nhìn còn rất là mới. Lốp đây. Lốp nhân 26 x 1,95. Lốp căng da. Và em đánh giá là gần như xe còn rất là mới. Đây là một mẫu địa hình rất là hot nhé, các bên em mới về. Mà rất nhiều các bác hỏi mẫu xe địa hình carbon mà rất tốt tầm giá bên em. Đây, Motaci, thương hiệu của Ý. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe đây. Lên mít rồi. Và chuyển động rất là mượt mà với củ đề Shimano, Mayer Shimano và 8 tầng lip chính hãng của Shimano còn rất là mới. Củ lip này. Toàn bộ group là Shimano chính hãng, nguyên bản theo xe. Rất là mượt mà. 8 tầng lip chính hãng của Shimano còn rất là mới, tích và lip còn nguyên. Bên đĩa có thể có 3 tầng đĩa. 4 đĩa, lên đĩa. Vâng. Và hầu như hoạt động của xe không có lỗi chi tiết nào đâu ạ. Có thể thấy rõ tổng thể xe còn Motaci em mới về đây. Có giá rất tốt bên mình nhà các bác nhé. Xe trang bị may bạc đạn Shimano. Một thương hiệu rất là nổi tiếng. Carbon địa hình. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Motaci thương hiệu của Ý. Toàn bộ xe là Group Shimano chính hãng. Có giá rất tốt bên em là 7,9 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký vào các kênh. Và hẹn các bác vào trước ngày mai.